Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tìm 13 vị trí của 13 cục slam mới này nha mọi người, để hoàn thành nhiệm vụ nhận được bộ đồ cũng như là trứng mà cánh thiên thần slam cả kiểu ha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ lấy tất cả vị trí ở Belenza trước nha mọi người. Belenza thì các bạn sẽ phải chạy vô trong khu nhà ma đầu tiên ha, chạy ra bên đằng sau cái giếng nha mọi người. Đằng sau cái giếng ở đây nè, có một cái giếng thì các bạn nhắn vô cái đồ múc giếng đấy nè. Đấy, nhắn vô nha mọi người là nó sẽ xuất hiện một con slam kế bên. Đấy, con slam kế bên đã xuất hiện kìa mọi người. Ơ xin chào kìa mọi người, thấy không? Rồi mọi người nhắn vô con slam này ha, để mà tìm được con slam đầu tiên của mình. Rồi cục slam tiếp theo là các bạn chạy vô trong trường học luôn nha, và chạy vô cái sân bóng rổ này các bạn. Ở chỗ cái phòng bóng rổ á, xong rồi các bạn sẽ chạy vô cái phòng kiểu như phòng dụng cụ của các bạn, để mà để đồ thể thao đấy. Đấy thì các bạn nhìn qua bên phải sẽ thấy một cục slam này ha. Đây thì các bạn nhắn vô và nhận cục slam tiếp theo. Một cục slam nữa đó là các bạn phải đi một vòng khinh khí cầu nha mọi người. Leo lên khinh khí cầu xong đó đi một vòng. Rồi sau khi xuống thì các bạn chạy đến đây thì thấy một cái slam màu tím nha mọi người. Rồi nhắn vô để nhận ha, một tím màu hồng vậy ta. Và cục slam cuối cùng ở Belenza là nằm ở ngoài hố xanh nha mọi người. Ở ngoài đây thì có một cục slam màu vàng, thì các bạn nhớ chạy ra đây để mà nhận ha. Còn ở khu nhà của mình á thì nó chỉ có một cục slam thôi nha mọi người. Các bạn chạy tới cái quầy nước cam này nè, và nhớ là mua một lọ nước cam nha, thì kia con slam nó sẽ xuất hiện ra nha mọi người. Đó, nó biến thành ở trên kìa. Đấy thì các bạn sẽ nhắn vô nó nè, tại vì con slam này nó thích nước cam nha mọi người. Rồi nhắn vô nhắn con slam nước cam này luôn. Qua bên trung tâm nha mọi người ơi, và con slam đầu tiên là ở sông rác này ha, ở chỗ cái hồ nè, chỗ cái trạm điện luôn nha mọi người. Rồi các bạn nhắn vô đây sẽ nhận được một con slam màu xanh xanh đọt chuối nha mọi người. Rồi nhận ha. Rồi vào trong siêu thị nha mọi người. Ở trong siêu thị thì có hai vị trí, một là chỗ sô cô la, hai là chỗ này nha mọi người. Rồi mình sẽ nhắn vô cái máy làm bánh mì nè, và con slam nó sẽ tự xuất hiện ha. Đấy, rồi các bạn nhận vô con slam này. Con slam này màu đỏ nha mọi người, kiểu nó nóng hay gì đó, à màu cam chứ. Rồi còn một con nữa là các bạn chạy tới mua cái thanh sô cô la hồi bữa, giống mua vé vàng gì đó. Rồi các bạn mua một cái ha, thì nó sẽ xuất hiện một con slam chỗ đây nha. Con slam này thích ăn sô cô la nha mọi người. Rồi các bạn nhắn vô trong con slam này. Ủa mọi người đứng đông lắm nha. Và mình một có một cái mẹo cho mọi người nha. Nếu mà đông như thế này các bạn có thể là chạy qua bên châu Âu, hay là bên châu Á, hay là bên Đông Á cho nó ít người như mọi người. Chứ ở đây đông lắm, ở Việt Nam đông cực kỳ luôn. Rồi mình sẽ nhắn vô đây để hoàn thành cái nhiệm vụ này luôn ha. Rồi con slam tiếp theo của mình. Rồi con slam tiếp theo nằm trong khu khách sạn nha mọi người. Khách sạn thì nó nằm ở chỗ quầy spa. Mình sẽ chạy vô trong spa này ha. Đây cái chỗ spa này nha mọi người, nhớ nha. Rồi chạy vô trong đây. Và các bạn vô cái phòng phòng đầu tiên luôn nha mọi người. Đây cái phòng bên phải đầu tiên nè. Đấy, rồi đấy, rồi một cái cục slam màu xanh dương ha. Rồi vào trong bệnh viện nha mọi người ơi. Ở bệnh viện thì có hai cục slam ha. Rồi các bạn sẽ chạy vô trong phòng mổ nè, chạy vô chỗ mà khử trùng đó mọi người. Ở đây thì đông lắm ha. Đấy xong rồi các bạn nhắn vô khử trùng, xong rồi nó sẽ xuất hiện thêm một con slam để cho mọi người chọn. Đấy thì khử trùng hơi lâu nha mọi người. Với lại là con slam tiếp theo thì các bạn sẽ phải chạy lên lầu 2 vô cái phòng Rayo-X đó mọi người. Rồi mình sẽ chạy vô cái phòng Rayo-X nha. Rồi cái phòng này nè. Đấy, rồi các bạn chạy vô trong đây để mà ít quang hay gì đó mọi người, vô đây để rồi để mình mọi người đông quá. Nếu mà Việt Nam đông quá thì các bạn nhớ chạy qua bên nước ngoài nha. Rồi nó sẽ xuất hiện ra một con slam kế bên kìa các bạn, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy con slam này nữa ha. Ôi ơi, gần xong rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình chỉ còn thiếu hai cục slam trong khu camping nữa thôi nha mọi người. Đó là một cục ở trên cái đồi trên đây, với lại là một cục nhảy tháp nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lên núi trên đây để mà nhận cái cục slam. Các bạn nhớ chạy lên trên đây nha, trên chỗ trên đỉnh đó luôn nha mọi người. Đó có một cái nhà tuyết đây nè. Đấy, núp trong đây hả. Rồi nấm cái đầu nó ra nha mọi người. Rồi mình đã được cục slam màu hồng ha. Rồi còn một cục cuối cùng nữa thôi nha mọi người ơi. Thì con này á, thì các bạn sẽ phải leo tháp, leo đến tới đỉnh ha, mà ở tóc máy cũng được nha mọi người, miễn sao là tới đỉnh là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình lấy cục slam cuối cùng đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng hết những cái vật phẩm hỗ trợ ha, để mà leo lên trên đó cho nó nhanh, lấy cục slam review cho mọi người xem cái bộ đồ mới nha mọi người. Rồi nhảy lên trên đây, trời ơi đông thế nhờ. Mình cái này là mình qua bên nước ngoài mà còn đông như vậy rồi đó nha. Muốn chơi hồ gì chắc ở Việt Nam. Ý trời ơi cái gì vậy, đã sử dụng vật phẩm rồi mà còn té kìa. Ở bên Việt Nam rất là đông nữa đó mọi người. Rồi các bạn nhảy từ từ ha, nhảy từ từ đấy thì các bạn nhảy nhân 2 lên thì nó cũng rất là nhanh thôi. À đây, để xem mình nhảy lên chỗ này được không. Rồi được nha mọi người. Rồi các bạn chạy lên trên đây ha.
Rồi gần tới đó mọi người, có vật phẩm cái có khác liền, nhảy rất là nhanh luôn. Rồi mình nhảy nhanh cho đây luôn. Hồi xưa thì mình cũng ít nhảy tháo lắm mọi người, còn là lâu lâu mới chơi à. Rồi nhảy lên trên đây ha. Rồi còn một chỗ này cuối cùng nữa thôi là lên rồi này. Ôi trời, ui trời ơi, ui trời ơi, ui ha ha, quên, mình ăn vật phẩm rồi không sợ cái đó nữa. Rồi nhảy phát lên trên đây luôn ha. Rồi lên trên đây phải đứng đợi cái cục kia nó đi qua, mình nhảy lên trên kia được. Để coi mình nhân đôi lên được không được nha mọi người. Rồi qua thôi các bạn ơi, ui trời ơi đông thế nhờ. Rồi qua ha, qua chỗ này luôn. Lên rồi, hạng 2 luôn. Rồi, đấy, để nó xuất hiện ra cục slam cuối cùng này các bạn ơi. Là slam xanh dương đậm ha. Rồi xong, đã hoàn thành rồi tất cả các bạn ơi. Thôi đi tìm slam đã hoàn thành rồi nha mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ nhận hết đồ trong sự kiện nha. Wow, nguyên một bộ đồ luôn nha mọi người. Mũ slam mặt cười nè, bộ đồ slam nè, với lại là giày slam nè, cánh thiên thần. Trời đất ơi xịn sò. Tiếp theo đó là trứng slam đó nha mọi người, miễn phí luôn ha. Rồi, đấy là mình đã hướng dẫn mọi người tất cả vị trí của 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái con slam này rồi nha mọi người. Quên 13 chứ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mặc đồ cho mọi người xem. Đây, cánh nè mọi người. Giày nè, đồ nè, mũ nè. Đây, trời ơi, quá trời đẹp luôn nha mọi người ơi. Và mình, ủa, nó còn có gì á? Dép, à, dép nữa. Dép rồi mà. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đổi cái kiểu tóc mới đi cho nó đẹp ha mọi người. Đây, qua cái kiểu tóc khác để cho nó đẹp ha. Đây, kiểu tóc này là đẹp nhất rồi nè mọi người. Ngoài có cánh thiên thần luôn mọi người ha. Rồi, có thêm một quả trứng nữa chứ. Rồi, quả trứng miễn phí luôn. Rồi, để mình thử lại nhân phẩm của mình xem thử là nở ra quả trứng gì đây mọi người ơi. Hồi nãy là nở qua quả kia là hơi bị xui nha. À quên, hôm nay là mình sử dụng hết cái điểm kia rồi, để ngày mai mình nở quả trứng này nha mọi người. Rồi mọi người nhớ vào nhận, vô nhận đồ miễn phí nha. Tìm 13 cái cục slam rồi nhận đồ miễn phí quá trời luôn nha mọi người. Rồi các bạn đừng quên cái xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Bye bye. Good, 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 good